You are on the red team. Sẵn sàng. Kẻ địch sẽ xuất trận sau 5 giây. Tấn công trụ. Cả đội xông lên. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Rồi, thì clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cho vị tướng Violet nha anh em ơi. Thì bên kia hiện tại đã biết mất con Theonat của mình rồi mọi người. Này mình bắt buộc leo rank pha bàn con vị tướng Violet này nha mọi người, để không để thiết đam bớt của thằng Theonat nha anh em. Đấy, không dễ bán đâu nha. Đấy, Theo thì đầu game là cứ bật chiêu 1 lên là xả đam mình thôi, nhưng mà mình cũng có chiêu 1 nha anh em ơi. Đấy, vừa có kỹ năng tẩu thoát này, rồi vừa có kỹ năng gây đam này. Hồi quỳ độc quá anh em ơi. Đấy, vẫn khá là đau nha mọi người. Đấy, tính ra Theo vẫn là vị tướng ưu thích của mình nha. Còn đầu game thì mọi người không có solo là Theo đâu. Nhiều khi anh em phải canh hai đam nha mọi người. Đấy, canh đam cực kỳ hay á thì không mai đâu mới ăn lượt Theo nha, đầu game á. Chứ còn một người bán sáng cấu rỉ sang một người lưu lệ thì cũng khó là đánh nha. Rồi, trang bị bản ngọc bản hỗ trợ mình để phần mô tả video. Anh em nào cần việc thì tham khảo. Với lại anh em nào mà muốn mình lên trang bị nào cho vị tướng Violet này thì anh em để lại một comment ở dưới nha. Mình có cơ hội thì mình sẽ làm clip cho anh em luôn. Rồi, anh em xem clip hay nhớ đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Với lại anh em nhớ bật chuông khi anh em đăng ký kênh nha. Ui kìa, một mận mọi người khá là thơm nha. Ngủ không này, chặt nó luôn. Ngủ không này, tên mình hiện tại đang có hai vị tướng chặt khá là mạnh nha mọi người. Ui không được rồi, bán cái nữa này. Ui không được rồi, thôi về nha. Đầu game thì mọi người lại cho mình cái găng ta để mình có chiếc mỏ mình bán chung một cho nó mạnh nha mọi người. Rồi tên nó thấy được tầm nhìn của bọn mình rồi, đi lần lên ganh đường trên này nó lui về rồi mọi người ơi. Đấy. Ui, thôi kìa. Thôi. Mình cả tên bọn khá là cao mọi người. Tên mấy thằng người cá đấy nha, nên mình sẽ lui về luôn. Về luôn Malok ơi. Rồi. Thì Violet thì được cái là mình lên trong bản ngọc hút máu nha mọi người. Đấy, ngọc tím có hút máu nên cái lượng máu hồi lại cũng khá là nhanh đấy. Nên mình cũng không cần phải về đường sớm nha mọi người, tới đầu sớm để hồi máu nha. Rồi, bởi vì mình lên gần 7 viên hút máu là mọi người. Đấy, khá là mạnh nha. Thì Violet thì không cần tốc đánh nhiều nha mọi người, chỉ cần đam có đam to này rồi thêm hồi máu nữa, thêm có là một tí trao bò nữa nha. Thì có thể solo được 5 năm nữa. Ui kìa, bang gì đây. Từ từ thôi. Rồi, team mình hiện tại có 3 người nha mọi người. Team bọn thì có thằng người cái với thằng Taiwanat này. Chắc chắn là pha này là anh em team mình đã có lợi thế nha. Vì rừng team bọn đang bị tay bảo điểm số ở đường dưới rồi. Nên chắc chắn là sẽ không có gan ở đường trên hết nha mọi người. Rồi vô lâu luôn anh em ơi. Lần này người kia còn một yếu chiếu siêu máu với Taiwanat kìa. Ui, không được rồi. Vì Taiwanat này cấm lại rồi. Thằng người cái này cũng khá là cao em mọi người. Nhưng mà nó hết cái tay, nó mới dùng bên tay rồi nha. Ôi kìa, ui toàn rồi. Lùm này. Ui không được rồi. Thằng người cá bảy còn yếu máu nha mà cũng khá là cao mọi người. Đang trụ luôn nha anh em. Rồi ok. Ây, may quá anh em ơi. Đừng cho thằng Mick của nó có được thêm một kiểu hỗ trợ nữa nha mọi người. Rồi trụ bán cũng được, cũng đỡ rồi. Rồi nhưng mà sau pha đó mình bù lại một mạng, mình đổi lại hai mạng thì cũng khá là ok. À quên, hai mạng đổi hai mạng luôn mọi người. Mick của mình cũng lên bảo điểm số luôn mọi người. Rồi, tính ra thì vẫn lỗ đam mọi người, vẫn lỗ khá là lỗ ấy. Tranh đấu lên, ui, hay quá. Tranh đấu lên full quỷ gây thanh kiếm nha mọi người. Rồi, để coi nó hồi tờ chiếm mờ nha. Tại Violet thì cần chiếm mờ, sắp thân chiếm mờ là chính nha mọi người. Đấy, cứ dùng chuông một là bán rồi xuống thôi. Combat thì nó cũng khá là đơn giản. Ui, bán nhầm anh Ti anh em ơi, bán ngược rồi. Ôi, thêm mận, ôi trâu, đã đông quá. Này. Ui trời ơi, đông quá mọi người, thằng ngục không chuẩn bị nó mang nó vô đây nè. Ok, thấy, ui trời, toàn rồi. Này, mà lóc mình lên làm xuống đâu mọi người. Lên cấu đĩa này, chuẩn bị nó nhả lên này.
Ủa thôi về luôn, về luôn nha, không có giống đến con mọi người. Rồi thêm bọn hiện tại đang có 3 người luôn đấy. Rừng của mình nó cũng đang đẩy xuống cái đường rồng mà. Nhưng mà mình sẽ lên hỗ trợ thêm nha. Ai sao con quái này mình sẽ lên hỗ trợ thêm này. Ok. Mình quấy khó là trâu luôn mọi người. Rồi không tin nổi luôn nha. Rồi thằng rừng khó là trâu bò. Chặt nó. Lùm này. Rồi mắt lóc mình đã xuất hiện rồi nha mọi người. Mình sẽ đi theo XP của mình. Ôi cái gì gì đây ngủ không này, trời quá mọi người ơi, chụp đầu nó, chụp đầu ơi. Ôi trời ơi, mình đang bắt Violet rồi, đang đi mà lóc chặt nó đi, chặt ngủ không này. Đấy, ngủ không thấy nồi nó cũng mang nó, mà nó bắt mình nha mọi người, nó không bắt thằng mà lóc đâu. Ui hay quá, mình núp trong cái bụi, núp trong cái bụi này. Ok và nó cũng khá là lồng sọng luôn mọi người này. Với lại mình leo rank đơn một mình đó mọi người, không có hiểu ý nhau nha. Nhiều ông mà bác ngồi không này, rồi ông nó bác rồi con tail này. Rồi có rừng tên bằng xuất hiện nữa, cũng khá là lộn xộn luôn qua đó nha. Nhưng mà cũng khá như vậy là cũng khá là ok rồi. Này hồi máu rất là nhiều luôn mọi người, bởi vì mình đem một hút máu nha. Rồi trình độ lên full trang bị xong đâu nha. Này rồi. Ôi đau quá mọi người, trâu có là trâu. Ui còn rồi, ui ở kia chặt nó, lụm nó. Ok hay quá, ăn được một kill mọi người. Chặt này, chặt này. Đấy, đừng cho nó bu mọi người, mình mọi người. Đấy, anh em cứ giữ khoảng cách nha, đừng cho thằng người cái nó bu mình, AP nó bu của mình mà mọi người mình. Ủa không mà thôi mình về luôn đây. À thôi hồi máu rồi, có hồi máu rồi, đây. Ăn quái rừng thì hồi máu là khá là nhanh mọi người, liên tục luôn ấy. Ơ kìa mà lóc vẫn khá là trâu mọi người, pha đó có nghĩa lên một điểm số rồi mọi người. Từ thôi lên lụm này. Ui đau quá. Chào anh kia mà anh em chơi sở thủ thì nhớ chào qua trả lời nha. Ui toàn rồi, đây có bán trụ, biết ngay mình dùng tóc xem tóc biến đó mọi người, nó vẫn bán trụ nha. Thấy mình mà máu yếu còn thơm quá mà. Nên chặt nó rồi ok. Tranh thủ lên gây thương xuyên phá đấy, anh bán thằng XP nha mọi người. XP hiện tại giờ này máu khá là nhiều rồi đấy, bởi lại khá là trâu bò rồi. Khi mà boost được anti lên nữa thì cái lớp giáp nó lên giờ có khúc luôn mọi người. Này bán không có thấm nha. Này, vì sao mà bán cho nó thấm này. Thì trận này bắt buộc phải lên sớm xuyên giáp nha anh em ơi. Rồi cộng thêm còn thêm sách của Mick nữa thì mà đâu có ăn được thằng ở bên đó nha mọi người. Người có nó khá là trâu bò rồi, lên luôn anh em ơi. Bán này thằng người có nó mới mất anti á mọi người, nhưng mà cũng không có giống lên cô nha. Từ từ thôi ăn cái ngông trước này, rồi đuổi nó đi, đuổi đi mà lắm. Rồi ok rồi, ui bật bán luôn. Ui ui kìa, ui kìa, chặt nó luôn. Mày này, ví này. Qua vừa rồi thì công lên thủ nha. Ui trời ơi. Quay lại luôn, lụm luôn được lục kìa. Ôi, có thêm anti comic nữa. Khá là ngon nha. Trâu này đánh lâu cũng lên bỏ được số thôi mọi người. Và cuối cùng là thằng người có đó lên nó nằm xuống nha anh em ơi. Trời quá, nhưng mà gặp mình thì cũng lên vào số thôi. Thôi này cuộc không, giờ này nó không dám ra đâu mọi người. Anh cô thì chỉ có gỉ đủ lui về trụ thôi nha. Rồi tôi ra luôn đi, rồi luôn đi này làm chậm này. À đây giờ này mình có buộc phải giữ vị trí nha mọi người, không có lên cô nha. Bắn trong phát này có gỉ cho phát. Ui lệ nó kìa, tốn rồi cay thật sự anh em ơi. Chặt nó này. Ok rồi, cứ nghĩ là thằng này nó mình giờ mình sẽ lên xong gái rồi mình sẽ lên phát cờ kiếm nha mọi người, để có thêm một nãy 600 máu nha. Ví dụ như một không với là thằng rừng nó chặt thì cũng còn có cơ hội bị sống sót. Trận này định lên giờ khó phép mà thôi nha mọi người, bù lại tốc đánh chút chứ Violet thì mình không có lên ngọn tốc đánh rồi. Này nó cũng hơi yếu một chỗ tóc đánh nha.
Chết nó. Ok. Này, này, này. Rồi đợi xíu mình đang lành này nha. Rồi, em mất ID của mình rồi. Rồi lấy trụ đường mic này. Mới thấy nguồn không đâu, đường dưới mọi người. Đắp đắp bụi nha, không có giống Nico nha. Rồi ra đây, ra đây này. Lấy trụ luôn nha. Rồi không được rồi, người quán nó ra rồi mọi người. Rồi về 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 anh em, mới về đi. Người quán nó ra rồi. À, mùi xanh này. Nó pha vừa rồi mình thấy thằng rừng nó ở đâu đường dưới đó mà nó cũng là trừ bụi xanh đâu mọi người. Mày ăn bụi xanh chi top. Anh em là cái chủ quan nha. Mà tranh thủ đánh chứ không mà chủ quan lại để lên mở lên số lắm, dễ thua lắm. Ôi kìa, hắc tông mất á. Hắc tông mất á, mày này. Ok rồi. Đấy. Giờ này là anh em cứ đi chung thằng XP, thằng Mix này. Ví dụ như thằng Ban nó level quá thì mọi người có thể nhờ thằng Mix nó hắc tung ra nha. Đây, có chiêu hắc tung đẩy ra đấy. Thì anh em có cơ hội bán nha. Ok. Rồi về luôn nha. Thì không có mục tiêu này, thấy tình sẽ về đổ đường cho nó nhẹ bớt cho mọi người. Rồi hỗ trợ này, lụm nó. Ngồi không ra, đừng cho nó thoát. Rồi, ngồi không chặt, ngồi không là ok rồi. Lên đủ form nha mọi người. Chắc càng ngày mình sẽ lên giúp tinh thần nha anh em ơi. Định lên Lan Phoenix cho nó có lượng đam khá là to mọi người. Nhưng mà mình có một không với ông Ben đó, chắc cũng mình sẽ lên giúp tinh thần nha. Để có gì giúp hồn bạn, để cái gì mình sống sót được sau qua vô tranh nha mọi người. Mình bắt lãi ở đấy. Chứ không mà thực ra thì anh em cứ lên Lan Phoenix cho mình bán nó khá là đau á, khá là thấm luôn. Nhưng mà thôi trận này thì tên bò có xuất thủ với lại lâu và nhanh khá là nhanh á, nên mình sẽ lên giúp hùng mạng luôn nha mọi người. Này. Này. Ok cho luôn. Bán được. Này, ôi thôi về luôn, tên mình sao còn hai người mấy. Rồi, lên vào điểm số hả ông rồi. Ôi, toàn rồi, ban kìa. Lên luôn mấy cơ. Ban đâu rồi, đây. Trăng lầm này. Ủa kìa, tóc biến rồi nha. Rồi, tóc biến rồi. Hai mày quá anh em ơi. Ôi, về nha. Rồi về luôn. Ôi, mấy cái kia. Ui, tôn. Ui, trời ơi. Mấy khá là nhanh, lô lê là khá là nhanh mọi người. Lâu mà cũng chặt được rồi nha. Chấm dứt chuỗi của mình mất rồi. Ui. Vậy là kèo quá mọi người ơi. Rồi, tên mình đâu khá là đen nha. Rồi, dễ phiêu quá anh em ơi. Từ từ thủ tụ thôi. Ngồi không ở đường trên kìa. Đây ngồi không. Đây nhanh anh. Rồi pha này ngồi không nhát nha. Chắc ở là đại gái cái trụ là ngon rồi. Thà lên một số nha mà được cái trụ nha. Rồi. Đấy, phải đó mà để ngồi không lên được cái trụ là ngon rồi. Lên được lính nó đẩy lên thành công hơn là mọi người cứ giữ mạng nha. Phải đó giữ mạng là khá là tệ luôn cho ngồi không luôn nha mọi người. Chơi đi. Cái gì đây nữa. Từ từ đợi tên thôi chứ chơi gì sao sớm thế. Ngồi không kìa. Rồi đẩy vô bác này. Canh mang bác còn ban với ngồi không này. Hết bùi xanh đến bùi đỏ. À, thì ra là thằng top này ăn mùa đỏ mọi người. Từ từ, đâu rồi, ui kìa, là kìa, đây. Nấp này. Hóc vô mà gánh. Đầu game bị ép lên này. Canh mam ganh mình biết thôi mọi người, thằng không rồi, cái này. Rồi lên luôn anh em ơi. Ui, chúng mình thấy rồi, ngủ, từ từ, cho nó ngủ nó cần. Đừng cho ngủ lại gần nha mọi người. Ui, Alan mình cũng khá là trao bò ấy. Lụm đồ ghê rồi.
Đấy, tên mở cái bảng ra là mình xong lên nha mọi người. Lên kêu, lên kêu, lên kêu. Tóc biến là ăn luôn nha. Ui không được rồi. Để tóc biến đang dùng như chung một bán luôn nha. Bán hàng Lilena luôn rồi. Rồi đã có dốc hồ mạng rồi nha anh em ơi. Giờ là mình cũng không có sợ thằng ban hay ngục không nữa nha. Canh mang ngục không cho nó đẩy cái đực lính kìa. Ok biết ngay mà. Đấy, mày ngủ, mày ngủ, mày ngủ. Ngủ, ngủ này. Ngủ coi. Ngủ phế rồi mọi người. Ăn chỉ được 21 vòng thôi. Ban này. Ok. Rồi trận đấu kết thúc tiền đại luôn mọi người ơi. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình nha mọi người. Thứ hai cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Bye bye anh em.